Nấu chua đỗ xanh dẻo ngon, hạt nào cũng căng bóng, đỗ mùi thơm để lâu không bị cứng nhờ bí quyết đơn giản mà ít ai biết. Đầu tiên, mình sẽ đem ngâm gạo nếp và đậu xanh khoảng 3 đến 4 tiếng để nguyên liệu hút đủ nước. Nếu đổ sôi đừng đem đi hấp ngay, bởi như thế sôi sẽ rất khó chín, hạt sượng ăn như cơm sống. Tiếp đến, đem vo gạo và đậu xanh cho sạch. Trộn đều hai nguyên liệu này với nhau. Bước này mình sẽ thêm vài hạt muối để khi chín sôi ăn đậm đà hơn. Bắc nồi lên bếp rồi thêm nước và đặt sừng hấp lên trên. Nếu nhà cô chú anh chị có miếng vải mềm hoặc sừng hấp chuyên dụng thì nên dùng để tránh gạo bị rơi xuống dưới. Tiếp đến, đậy nắp vung rồi đun khoảng 10 phút là sôi chín. Lúc này cô chú anh chị sơi đều sôi rồi để cho sôi nghỉ khoảng 5 đến 10 phút, sau đó mới đem hấp lần 2. Đây là bước quan trọng để sôi dẻo, hạt căng bóng. Bạn dưới lên trên bề mặt sôi 2 thìa mỡ heo hoặc dầu ăn, ngon nhất vẫn là mỡ gà nhưng nhà mình không có nên dùng tạm dầu ăn. Sau khi dưới mỡ lên bên trên, mọi người dùng thìa xới đều sôi rồi đậy vung và chờ khoảng 5 đến 10 phút nữa là được. Giờ thì chúng ta đã có một nồi xôi đỗ xanh siêu ngon, dẻo thơm, hạt nào cũng căng bóng, đơm xôi ra đĩa là hoàn thành rồi. Mong rằng công thức làm xôi đỗ xanh mà Bếp của Giang vừa chia sẻ đã giúp cho cô chú anh chị có thêm một cách đồ xôi ngon, đơn giản mà ai cũng có thể làm được. Chúc thành công!